Ok, xin chào tất cả các anh em đã quay lại với channel của mình. Thì video này mình sẽ giới thiệu anh em một cái sự kiện mà nó đang được diễn ra rất nhiều người chơi luôn anh em. Đó, thì sự kiện này là của cái app Momo. Nếu anh em nào chưa biết á, thì cái app Momo này là một cái ví điện tử. Nó rất là đa năng nha anh em. Nó có thể thanh toán online được. Đấy, anh em mua hàng thanh toán bằng Momo được. Anh em cũng có thể trả tiền điện, tiền nước hay là mua cạc điện thoại gì đó rất nhiều. Đó, anh em có thể tìm hiểu thêm. Đó, thì ở đây cái sự kiện này nó cho phép anh em kiếm được thêm thu nhập dựa bằng hình thức như thế nào. Và thì chúng ta coi là hiện tại là mình bấm chữ chơi ngay, nhưng mà là do mình đã hết lượt chơi rồi. Đó, nó thông báo là bạn đã hết lượt chơi, hãy hoàn thành nhiệm vụ để kiếm thêm. Đó, mình sẽ bấm vào xem nhiệm vụ. Đây là các nhiệm vụ mà để cho mình thêm lượt để mình chơi. Đấy, cái nhiệm vụ đầu tiên là mình sẽ giới thiệu Momo thành công, nhận ngay 4 lượt lắc và 100.000 đồng. Đó, mình sẽ bấm gửi lời mời. Đó, và bây giờ là mình sao chép và mình gửi đó cho người ta. Nhưng mà người ta phải nhập cái mã giới thiệu của mình. Đấy, thì để mà làm cái nhiệm vụ giới thiệu bạn bè này này, bạn sẽ được 4 lượt lắc và 100.000. Thì mình cũng đã có một video hướng dẫn anh em cách nhận 100.000 rồi. Anh em có thể xuống phần mô tả video và coi lại nhé. Vừa được 4 lượt lắc và được 100.000 luôn. Đấy. Ok, chúng ta đến cái thứ hai là gửi lì xì để nhận một lần chơi. Đây, nó sẽ kêu này, gửi lì xì cho bạn bè đang có ví Momo để nhận ngay một lượt lắc heo vàng Momo. Nghĩa là sao? Nghĩa là ở trên này á, nếu anh em là sẽ mời cái người mà chưa chơi Momo vào người ta chơi. Đấy, thì anh em sẽ được 4 lượt. Còn cái thứ hai là anh em sẽ mời cái người, à không, anh em lì xì cho cái người mà đang chơi cái Momo này rồi, thì anh em chỉ được là một lượt. Anh em bấm vào gửi lì xì. Đó, chúng ta sẽ qua cái giao diện chọn chủ đề thiệp này đấy. Anh em có thể chọn con giáp này, anh em chọn bạn bè bình thường này, anh em chọn đồng nghiệp, anh em, ông bà hoặc là tình yêu. Đấy, thấy chưa? Và cái hàng thứ hai là chúng ta sẽ chọn người nhận. Nó sẽ cập nhật tất cả cái số điện thoại trong máy của mình. Đấy, và chúng ta sẽ tìm ở đâu đó một người. Chúng ta chọn, anh em mình chọn bạn này đi. Xong. Đó, thấy không? Xong rồi mình sẽ số tiền cố định này, số tiền ngẫu nhiên này. Đấy, ngẫu nhiên có thể cố định là anh em có thể tự nhập này. Đấy, đây ví dụ là mình chọn bạn Anh Phúc, mình chọn 1.000 đi. Đó, sau dưới lên chúng ta sẽ ghi cái lời nhắn là nhớ trả nhé, ừ chẳng hạn là vậy. Rồi đó, bây giờ mình bấm tiếp tục là xong, ok. Đấy, là anh em sẽ được một lượt, và người ta trả cho anh em thì anh em gửi cho ta được một lượt, xong người ta sẽ trả lại cho anh em. Đấy, thì người ta cũng sẽ được thêm một lượt. Nói chung là chéo qua chéo lại vậy thôi. Đấy anh em. À, anh em nào gửi cho mình nhá, thì cái số điện thoại của mình là 0365346793. Mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video. Anh em có thể gửi cho mình. Đấy, lưu cái số vào danh bạ của anh em á, xong anh em gửi cho mình 1.000 thì mình sẽ trả lại cho anh em 1.000 nhá. Đấy. Thì anh em yên tâm là mình uy tín 100% luôn anh em. Mình không có lừa gì 1-2.000 của anh em đâu, yên tâm. Ở đây có thêm phần đòi lì xì này. Nghĩa là sao? Đòi lì xì một ví Momo bất kỳ, nếu ví Momo đó lì xì lại cho bạn thì hoàn thành nhiệm vụ. Đó, thì là anh em sẽ bấm vô đòi ngay. Đấy, tương tự hồi nãy anh em sẽ chọn một người. Đấy, mình ví dụ nha. Đây mình ví dụ chọn A2 này. Xong. Đó, ở dưới đây nhập số tiền muốn đòi này. Chúng ta là 1.000 thôi, chọn vẹn chọn phúc vẹn tài. Lời nhắn nè, anh sẽ trả lại em. Đấy, ngọt ngào chưa. Đấy, chúng ta bấm tiếp tục. Đấy, đòi A2 lì xì cho bạn số tiền là 1.000, bấm xác nhận. Chờ chút nha. Ôi nhìn con này dễ thương nhỉ. Đó, vậy là xong rồi anh em. Chỉ đợi người ta thôi. Hồi nãy như cũng có ai đòi lì xì mình đây này. Đây mình đã coi lại coi. Nãy mình nhớ là có ai nó đòi lì xì với mình nhé. Đây này anh em. Đấy, ở đây này hôm nay có, hôm nay ai đòi lì xì mình 2 lần nè. Đây, bạn đã bị đòi lì xì Nguyễn Quốc Khanh gì nè. Đấy, mình bấm vào nha. Đó, lì xì nhiều. Đây này, Nguyễn Thị Oanh đã đòi lì xì này. Rồi kêu tùy tâm nó mới ghê chứ. Đấy, thì đây là mình không biết bạn ấy là ai nên mình không tặng cho bạn ấy. Đấy, anh em đòi lì xì nó sẽ hiển thị thông báo như vậy. Nếu bạn bấm vô lì xì ngay á, thì cái này tùy tâm là bạn sẽ chọn cái giá
số tiền mà bạn muốn lì xì cho người ta, xong rồi bạn gửi cho người ta thôi. Đấy, nhưng mà làm cái hình thức này á, mình không biết người ta like, tuy nhiên mình lì xì thì người ta không chéo lại. Đấy. Giờ chúng ta quay lại này. Đấy, chúng ta bấm vào cái sự kiện lại. Rồi, nó còn cái gì nữa? Đó là những cái hình thức mà anh em có thể kiếm thêm lượt để chơi nhá. Đấy, còn cái thu thập con giáp này là cái gì? Đó, thì ở đây này nó có rất nhiều con giáp luôn anh em. Anh em thấy cái dấu hỏi chấm như nào anh em có thể đọc nhá. Bấm vào. Đó, lắc heo vàng săn 12 con giáp. Lắc heo vàng thật mạnh để săn con giáp. Khi thu thập đủ, nhấn vào nút đổi quà để nhận ngay quà hot, khám phá quà ngay. Đấy, ở đây á, nó có nghĩa là anh em sẽ tích đủ 3 con giáp bằng hình thức là lắc điện thoại. Đấy, nếu mà đủ 3 con giáp anh em có thể đổi được 10.000 đồng. Đấy, còn nếu anh em săn đủ 9 con giáp thì anh em sẽ đổi được 20.000 đồng nha. Trong trường hợp anh em săn đủ được 12 con giáp thì anh em sẽ nhận được vé vàng nhập hội tỷ phú Momo luôn. Đấy, săn được 12 con giáp có thể cơ hội anh em lấy được 2 tỷ nha. Đây, đổi con giáp trao vận may này, đổi con giáp với bạn bè để thu thập đủ con giáp cần tìm. Đấy, cái hình thức hồi nãy mình có nói với anh em á, là anh em có thể là gửi con giáp được nhá. Đây này, thu thập con giáp này. Đó, không phải. Anh em vào cái phần thêm lượt. Đây, chúng ta sẽ đi gửi lì xì. Trong cái phần gửi lì xì nó có gửi con giáp này anh em. Đó, thấy không? Có nghĩa là, ví dụ nha, bạn có con chuột rồi. Bạn lại mở ra con chuột nữa. Đấy, bạn dư một con chuột và bạn kia lại có hai con mèo. Đấy, bạn sẽ đổi con chuột cho người ta có gửi con mèo cho bạn, nó là vậy. Đấy, do anh em có thể là chéo qua chéo lại, đơn giản vậy thôi. Rồi chúng ta còn coi tiếp nào. Ok, thu thập con giáp này. Đấy, thì ở đây này anh em tích được 12 con giáp rất là đẹp luôn. Đó, ở dưới này có thể là khi anh em đủ rồi anh em nhấn vô đây nè. Đấy, anh em bấm đổi quà là được, lấy được cái cạc điện thoại hay là gì đó, nó cộng tiền vào Momo cũng được, hai hình thức nó đều như nhau. Khi tích đủ 12 con thì anh em xuống đây nhận được cái vé tỷ phú này. Đấy, thu thập đủ 12 con giáp để đổi quà tặng này. Đổi quà thành công bạn sẽ nhận ngay vé vàng tới 2 ưu đãi, tham gia chia tiền từ giải thưởng 2 tỷ đồng tiền mặt. 2 tỷ đồng sẽ được chia đều cho tất cả người chơi có vé vàng. Cơ hội quay số cuối chương trình để trúng các giải thưởng 2 triệu, 5 triệu, 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu đồng tiền mặt. Một khách hàng chỉ được đổi quà tặng này một lần duy nhất trong suốt thời gian chương trình. Anh em hiểu không? Có nghĩa là nếu chúng ta có một cái vé vàng này thì chúng ta sẽ có một cơ hội. Đấy, sẽ quay số trúng cái giải là 2 triệu, 5 triệu, 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu. Và bên cạnh đó thì cái tổng giải thưởng ở bên chính của nó là 2 tỷ đồng sẽ chia đều cho tất cả mọi người có cái thẻ vàng này. Đó, nên chỉ cần anh em tích được 12 con giáp thì anh em đã có được tiền rồi anh em. 2 tỷ mà anh em nghĩ đi, có bao nhiêu người sẽ tích đủ được 12 con giáp đấy mà chia 2 tỷ với anh em. Đó, hay không? Thì để tiện cho anh em trao đổi lì xì hoặc là trao đổi những cái hoặc là anh em có thể trao đổi 12 con giáp đó tiện hơn thì mình sẽ lập một cái nhóm trên Messenger nha, anh em có thể tham gia. Lên vào nhóm thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video, anh em xuống đó và nhấn vào là ok. Rồi, ngoài đây nó còn có thêm cái bảng xếp hạng này, anh em bấm vô coi. Đó, thì ở đây này nó kêu là mình sắp lọt được top 100 rồi này. Là hiểu mình chưa lắc tại vì cái sự kiện này cũng mới ra thôi. Và cái người top 1 là đang lắc được 78 lượt. Đấy, và khi bạn đứng top á thì bạn sẽ được thêm giải thưởng nhá. Top 1 là sẽ được 5 triệu tiền mặt. Top 2 á sẽ được 3 triệu tiền mặt. Top 3 này sẽ được 2 triệu này. Top 4 được 1 triệu à. Đấy, 500.000 đồng tiền mặt này, top 5 này. Càng dưới nó sẽ càng tụt nha anh em. 200.000 này. Ok, hàng dưới này chắc nghĩ là 200 hết này. Đấy, bạn chỉ cần lọt vào top 100 thôi là chúng ta sẽ kiếm được 200.000 này. Ok. Ok, top 30 mấy nó tụt còn 50.000 này. Có nghĩa là càng xuống top dưới anh em sẽ càng ít. Mình nghĩ thấp nhất là nó sẽ là 10.000 thôi. Ồ, lát quá mình loát không nổi luôn. Đấy, còn bên đây là cái bạn bè danh bạ của mình này. Đấy, thì ở đây là có mấy số này, có người đang 49 lượt này, 38 lượt này. Đấy, anh em cũng chơi rất là hăng hái luôn, rất là kinh khủng.
Ok, nếu anh em nào muốn đổi con giáp với mình hay là chéo lì xì với mình thì hãy để lại comment dưới video này hoặc là liên hệ qua Facebook với mình nhá. Đấy, mình sẽ cân mọi thể loại luôn. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên là like và subscribe kênh mình nhá.